quen rồi. Nào, mỗi ngày tắm một vòi hoa sen. Chỉ có thích tắm ở bên mình. Mùi chuột chết ở đây ra. Chị ngửi mùi chuột chết đâu? Không. Rồi. Ok. Bye bye. Hẹn gặp các bạn ở các video tắm mèo lần sau. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok chưa? Ok ạ.